Xin chào các bạn, tôi là Ngọc Hoa, là người quản lý trang siêu thị trực tuyến coraShop24h.com. Với nhiều năm cung cấp các sản phẩm Hàn Quốc tới tay người tiêu dùng, hôm nay coraShop24h.com muốn gửi tới các bạn dòng sản phẩm rất là phổ biến tại đất nước Hàn Quốc, và nó cũng là đặc trưng của đất nước Hàn Quốc, đó là nấm linh chi Hàn Quốc ạ. Vâng, vì sao mà nấm linh chi thì mọi người luôn lựa chọn tới vùng đất Hàn Quốc chứ không phải là Trung Quốc hay Triều Tiên hay thậm chí là ở Việt Nam? Bởi vì đặc điểm thổ nhưỡng cũng như khí hậu ở Hàn Quốc đã ưu ái cho sản phẩm nấm linh chi đạt được chất lượng tốt nhất, hoàn hảo nhất. Với thời tiết 4 mùa được chia rõ rệt và nhiệt độ trong năm không quá 25 độ C, mùa đông thì có tuyết rơi và khí hậu thì rất mát mẻ, cùng với tầng địa chất cũng như là thổ nhưỡng ở đây đã làm cho nấm linh chi ở Hàn Quốc có chất lượng hảo hạng nhất. Thêm vào đó, nấm linh chi đã được trồng ở Hàn Quốc được 4.000 năm rồi các bạn nhé. Chính phủ Hàn Quốc đặc biệt ưu ái và kiểm tra rất gắt gao, chặt chẽ trong các quy mô nuôi trồng cũng như là sản xuất nấm linh chi để ra được những cây nấm linh chi tốt nhất. Vì thế, chúng ta có thể đảm bảo rằng nấm linh chi ở Hàn Quốc là một sản phẩm tuyệt vời dành cho sức khỏe của chúng ta. Sau đây tôi sẽ giới thiệu với các bạn tác dụng của nấm linh chi. Vâng, thưa các bạn, đây chính là cây nấm linh chi ạ. Và mọi người thường biết đến là cây nấm linh chi có khả năng ngăn ngừa bệnh ung thư. Bởi vì sao? Ở trong nấm linh chi này có hợp chất đa đường ạ. Nó làm tăng khả năng miễn dịch, chống tế bào ung thư và các hạch tế bào khác. Cùng với đó, đấy là nó ngăn ngừa quá trình phá hủy các tế bào khỏe, nên là nó có khả năng phòng ngừa bệnh ung thư cho chúng ta nếu chúng ta sử dụng nó hàng ngày. Ngoài ra thì công dụng của nấm linh chi còn rất nhiều, như là tăng sức đề kháng này, loại bỏ các tế bào độc hại này, và nâng đỡ sức khỏe ạ. Nó cải thiện chức năng hô hấp, giảm ho, tiêu đờm và bình suyễn đối với những các bệnh nhân hen suyễn. Và đặc biệt đối với những bệnh nhân hen suyễn thì nên dùng cái này thường xuyên, có thể cải thiện tình trạng lên cơn hen của mình. Khi mà phế quản của chúng ta bị co thắt gây khó thở thì khi chúng ta sử dụng nấm linh chi thường xuyên, nó sẽ giảm tiêu đờm và giảm ho, dẫn đến là tình trạng co thắt phế quản của chúng ta giảm đi. Ngoài ra thì nấm linh chi còn có thể điều tiết giấc ngủ cho chúng ta, giúp chúng ta ngủ sâu hơn. Khi chúng ta ngủ thì thần kinh cũng thoải mái hơn. Một điều đặc điểm nữa là nó điều tiết lượng mỡ máu trong cơ thể cũng như là đường huyết, và nó cũng cải thiện các vấn đề trong tim mạch của chúng ta. Vì thế nên là những người mà mắc bệnh về đường huyết hay mỡ máu thì uống nấm linh chi này rất tốt. Nấm linh chi này đối với chị em phụ nữ thì lại là một điều tuyệt vời hơn. Khi chúng ta uống, nó giúp chúng ta thanh lọc cơ thể này, giảm các nếp nhăn này, giảm sự phá hủy tế bào. Và nếu như mà một điểm đặc biệt nữa nhé các bạn nhé, khi chúng ta xay nấm linh chi ra thành bột, chúng ta uống mà sắc đến nước thứ 3, nước thứ 4, thì những nước sau khi nó trong rồi chúng ta có thể tắm, thì da rẻ chúng ta sẽ rất là mịn màng và hồng hào. Ngoài ra thì đối với những ai mà mong muốn rằng cơ thể của mình trở nên đẹp như xưa thì có thể dùng nấm linh chi. Tại vì sao tôi nói vậy? Vì nấm linh chi này cũng có tác dụng giảm cân, vì nó kích thích hệ tiêu hóa của chúng ta hoạt động tốt hơn, nên là việc các chất béo và mỡ thừa trong cơ thể chúng ta sẽ được tiêu đốt khi mà hệ tiêu hóa chúng ta hoạt động tốt hơn. Vâng, phải nói rằng là nấm linh chi có rất nhiều các công dụng tuyệt vời dành cho cả người già hay là dành cho cả những lứa tuổi đang làm việc như chúng ta. Trẻ cũng có thể dùng được mà già cũng có thể dùng được. Đây là một sản phẩm tuyệt vời dành cho mọi gia đình. Vậy thì khi chúng ta sở hữu một cái sản phẩm này tại gia đình của chúng ta, thì tất cả những người thân trong gia đình sẽ không còn phải lo ngại về việc sức khỏe mình ốm yếu khi ngày nào mình cũng tăng cường nó, dẫn đến là gia đình luôn luôn vui vẻ và khỏe mạnh. Và sau đây tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng nấm linh chi một cách hiệu quả nhất ạ. Nấm linh chi thì thường có hai cách sử dụng nha các bạn nhé. Đấy là cách thứ nhất là nấm linh chi này chúng ta có thể thái lát ra như thế này ạ.
Các bạn có thể nhìn thấy từng từ cây nấm linh chi sẽ được thái ra những cái lát mỏng như thế này. Bạn thái càng mỏng thì càng tốt nhé. Cách thứ hai là chúng ta sẽ nghiền nó ra bột ạ. Đây chính là bột nấm linh chi. Cái này chúng ta không thể tự làm được mà chúng ta sẽ phải ra hàng, họ có máy và họ sẽ nghiền cho chúng ta thành bột bông như thế này ạ. Đây các bạn có thể nhìn thấy. Vậy thì chúng ta sẽ sử dụng như nào? Tôi sẽ hướng dẫn với các bạn về cách sử dụng của nó. Đối với những lát nấm linh chi này thì chúng ta lại có nhiều cách để sử dụng nó. Thứ nhất là chúng ta có thể đun luôn các cái lát này nha các bạn nhé. Chúng ta sắc như sắc thuốc bắc, sẽ cho từ 20 đến 30 gram lát nấm nấm linh chi này vào ấm, đun cùng với 1 lít nước. Chúng ta sẽ đun sôi nấm linh chi này từ 2 đến 3 phút, sau rồi tắt bếp. Tiếp tục ngâm nấm linh chi trong vòng 5 phút tiếp theo và sau đó lại đun sôi tiếp 30 phút với lửa thật nhỏ. Đun đến khi nào mà chúng ta chỉ còn được khoảng độ 0,8 lít nước thì chúng ta sẽ được nước đầu tiên. Sau đó cứ tiếp tục đun với nước đến nước thứ hai, thứ ba, thứ tư đến khi nào nước trong. Khi mà nước trong thì chúng ta có thể dùng nước đấy để tắm hoặc là gội đầu. Nó sẽ làm mượt tóc và đẹp da. Cách đun thứ hai đấy là chúng ta hãm bằng bình giữ nhiệt. Thì chúng ta cũng cho 20 đến 30 gram nấm linh chi này vào bình giữ nhiệt. Sau đó đổ 2 lít nước thật sôi nhé các bạn nhé. Rồi đậy nắp vào và ngâm trong đó 2 tiếng đồng hồ thì chúng ta có thể dùng được. Còn đối với sản phẩm nấm linh chi được nghiền bột này thì chúng ta sẽ dùng theo cách sau. Đấy là khi chúng ta sẽ cho cái bột nấm linh chi này ạ vào trong một cái túi riêng. Các bạn biết các cái ấm mà có cái túi lọc đấy ạ. Chúng ta sẽ cho bột nấm linh chi này vào túi đó và xong rồi cho nước sôi vào trong túi, cho nước sôi vào trong ấm và hãm. Chúng ta cũng hãm từ 30 phút đến 1 tiếng. Sau khi được thì chúng ta sẽ nhấc cái bã ở trong cái túi lọc đấy ra ngoài và chỉ uống nước thôi nhé các bạn nhé. Các bạn nhớ là không được uống cả bã vì tai nấm linh chi không phải là loại có thể ăn được như các rau củ quả. Đây, tôi sẽ quay cho các bạn xem đây là nước nấm linh chi mà tôi đã đun ạ. Các bạn nhìn thấy ở dưới này có các cái cặn đấy ạ. Nếu như chúng ta uống cả các cái cặn này vào thì lại không tốt cho thận các bạn nhé. Nên là khi mà chúng ta dùng loại bột này thì chúng ta phải dùng cái túi lọc để lọc các cái bã bột ra. Sau đó thì chúng ta uống nước như thế này. Để nấm linh chi phát huy công dụng của mình một cách tối đa thì chúng ta có một số lưu ý sau khi sử dụng nấm linh chi các bạn nhé. Nấm linh chi này rất tốt nên các bạn có thể uống thay nước lọc hàng ngày và chúng ta uống càng nhiều thì càng tốt. Vì nó có tác dụng là đào thải các độc tố trong cơ thể. Nên là khi các bạn uống nhiều thì nó sẽ giúp các bạn đào thải độc tố một cách tốt hơn. Nếu như các bạn muốn uống nóng thì các bạn có thể để trong bình giữ nhiệt. Muốn uống mát thì các bạn có thể để trong ngăn mát tủ lạnh. Khi không uống hết trong một ngày thì nhớ để vào ngăn mát tủ lạnh. Vì với thời tiết của Việt Nam thay đổi thất thường, lúc nóng lúc lạnh và có lúc thì nóng quá có thể sẽ làm thiêu nấm linh chi của chúng ta. Các bạn cũng biết là nấm linh chi này cũng khá đắng nên là nếu như các bạn không thể uống được đắng thì các bạn có thể cho 3 đến 4 quả táo tàu vào cùng với cả nấm linh chi để đun cho nó khỏi đắng. Và tốt nhất là chúng ta nên uống nấm linh chi vào buổi sáng lúc bụng còn đói. Và khi sắc nấm linh chi thì chúng ta nên sắc bằng bình sắc thuốc hoặc là ấm đất chứ không nên sắc bằng nồi hoặc son kim loại inox vì các tế bào nấm linh chi này rất kỵ với kim loại các bạn nhé. Đấy là những lưu ý của chúng tôi dành cho các bạn để làm sao sử dụng nấm linh chi một cách hiệu quả nhất. Vâng, vậy là chúng tôi vừa mới giới thiệu xong vừa tới các bạn sản phẩm tuyệt vời của đất nước Hàn Quốc, đấy chính là nấm linh chi ạ. Với uy tín của corashop24h.com trên thị trường Việt Nam, chúng tôi cam kết với các bạn rằng tất cả các sản phẩm các bạn nhận được từ chúng tôi đều có nguồn gốc 100% nhập khẩu từ Hàn Quốc. Để mua hàng
hay là cần tư vấn thêm thì các bạn có thể liên hệ tới phần chat của trang siêu thị trực tuyến corashop24h.com hoặc bạn có thể liên hệ ngay với hotline của chúng tôi theo số 0904 886428. Xin cảm ơn các bạn vì đã xem video. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau.